Thưa quý vị, những năm qua, công tác dân vận của tỉnh đạt nhiều kết quả. Một trong những nội dung quan trọng để góp phần mang lại kết quả công tác dân vận là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm phát huy quyền làm chủ, khơi dậy mạnh mẽ trí tuệ, sức sáng tạo, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Bến Tre là một điểm sáng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Mời quý vị cùng theo dõi. Công ty hiện có 232 lao động với hệ thống kho cung cấp xăng dầu cùng tổng số 60 cửa hàng. Để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công ty đã kịp thời triển khai quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quy chế dân chủ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung kiện toàn ban chỉ đạo, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ban hành, bổ sung, hướng dẫn kịp thời những văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chúng tôi cũng chủ động thông tin để người lao động biết cái tình hình hoạt động của công ty, các cái kết quả hoạt động của công ty, biết được cái thu nhập của người lao động nó là như thế nào để người lao động có thể tham gia ý kiến vô. Những cái việc như vậy thì người lao động là thấy tất cả các hoạt động của công ty thì mình có cái tham gia ý kiến, mình được làm chủ trong cái hoạt động của công ty. Bên cạnh cái về cái thông tin rồi cái việc tham gia ý kiến thì ban lãnh đạo công ty cũng quan tâm lắng nghe cái những cái đề xuất và những cái kiến nghị của người lao động, ngay cả những kiến nghị ở dưới cơ sở mà có những việc nhỏ thì chúng tôi cũng cố gắng có những cái biện pháp giải quyết cho thỏa đáng, không để tồn động, để xảy ra những cái bức xúc, cái kiến nghị mà kéo dài làm cho người lao động không có hài lòng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh đã tích cực phối hợp, hướng dẫn và tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và người lao động thực hiện đầy đủ các quyền của mình về những vấn đề được thông tin, tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát và quyết định. Việc chấp hành các nguyên tắc dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được thực hiện hiệu quả. Người sử dụng lao động và người lao động luôn thể hiện thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, chú trọng trao đổi thông tin các vấn đề cần thiết một cách công khai, minh bạch. Khi ban hành các quy chế quy định, công ty đều tổ chức lấy ý kiến của người lao động, nhất là các quy định liên quan đến quyền lợi như quy chế trả lương, tiền thưởng. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến của người lao động về các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ bán hàng, tiết kiệm chi phí, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp, bố trí lao động. Thông qua đối thoại, các vấn đề bức xúc được giải quyết kịp thời, phù hợp với nguyện vọng chính đáng, giúp người lao động an tâm làm việc. Ngoài ra, thông qua hội nghị người lao động hoặc các cuộc họp định kỳ và thông qua hệ thống thông tin nội bộ công ty như email, Zalo, nhiều ý kiến đóng góp của người lao động được áp dụng hiệu quả vào hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, công ty thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin đến người lao động về các vấn đề cần thiết liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nội quy, quy chế, quy định, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp. Nhờ vào việc phát huy dân chủ, thực hiện cái quy chế dân chủ cơ sở tốt, nên người lao động rất là đồng thuận và có cái tinh thần đoàn kết, cái sự đoàn kết tốt trong nội bộ. Và chúng tôi nhờ đó mà phát huy được cái sức mạnh của tập thể và sự ổn định trong hoạt động của mình. Có thể nói, công ty xăng dầu Bến Tre đã có những giải pháp thiết thực hiệu quả trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, việc nghiêm túc công khai thông tin đến người lao động và tạo điều kiện lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, đồng thời giải quyết đến nơi đến chốn những thắc mắc, kiến nghị là giải pháp quan trọng. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt, góp phần tạo nên một tập thể đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao.